đến hộ gia đình chị Huỳnh Thị Ngọc Hạnh ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú. Phóng viên của miền Tây 24 giờ có dịp khám phá các công đoạn làm mứt mận. Chị Hạnh bén duyên với nghề này rất tình cờ khi nhận thấy nguồn nguyên liệu mận của địa phương dồi dào nhưng bán không được giá. Vậy là chị Hạnh thử làm món mứt mận. Làm mặn thì cũng như là chị nói là mặn phải mặn trắng mới dễ, nên mặn này nó mới mặn được, nó mới dễ được, nó mới mặn thôi. Chứ mà chứ làm ngon là nó phải đặng nắng, nắng không đặng thì nó cũng không có ngon được cái miếng mứt, phải đặng nắng mới ngon. Mận được chọn là mứt phải là mận trắng, sau đó được rửa sạch, tách bỏ màu từng trái rất công phu. Công đoạn này khó tìm được loại máy móc nào có thể thay thế được bàn tay khéo léo của con người. Mận sau khi sơ chế xong sẽ được luộc sơ qua với nước nóng để giữ được độ tươi giòn. Sau đó ướp đường với tỷ lệ 3:1, tức là 3 kg mận với 1 kg đường cát trắng, rồi bắt lên bếp sên tầm 3 tiếng đồng hồ. Một bí quyết nhỏ là trước lúc sên cho vài ít nước cốt chanh để tạo được vị chua ngọt cho mứt và khi sên sẽ không bị lại đường. Theo chị Hạnh chia sẻ, mứt mận ngon phải giữ được màu sắc nguyên thủy. Muốn thế, nguyên liệu đầu vào phải thật tươi, khi sên cần cho lửa nhỏ để đường thấm dần. Vị riêng của mứt mận là vị chua, ngọt và giữ nguyên hình dáng ban đầu. Chị thì chị mặn hai loại mứt, cái là mứt mặn với là ô mai. Cái trái mặn mà nó bị bể đó, thì xong cái chị lấy mấy trái đó, rồi chị xay với gừng, với tắc. Mình nên phơi, xong khô rồi mình lăn mà cơm thảo vô. Mình cũng bán cho người ta được, cái đó là kêu bằng ô mai. Còn nguyên trái thì là mình gọi là mứt mặn. Rồi mình sơn sao mà để chi ra miếng mứt mà gọi là mứt đẹp à? Nếu mà em phải để cách đêm thì em sơn á, mứt nó không có bị bể. Mứt sơn xong đổ ra cho ráo để tiếp tục phơi tầm 20 ngày. Phơi chưa đủ nắng mứt sẽ bị ẩm, khó đóng gói, màu sắc kém bắt mắt. Để mứt mận giòn, dẻo, đạt được vị ngon vừa phải của mứt mà vẫn giữ được vị chua của mận chính là bí quyết của người làm nghề. Có lẽ nhờ những bí quyết này mà mứt mận của chị Hạnh luôn giữ được sức hút trên thị trường. Lúc đầu thì làm cũng được, cũng tới chật vật mấy lần mới đẹp được gì. Chứ ngày mới mà cũng không có làm được đẹp được gì nữa. Làm cũng được mấy lần cũng thất bại rồi mới có thành công như bây giờ. Mỗi năm vào dịp Tết, gia đình chị cung ứng ra thị trường vài trăm ký mứt. Không chỉ cho bà con địa phương mà sản phẩm đã đi xa đến tận thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, thậm chí sang nước ngoài. Và gần đây nhất, vào tháng 11 năm nay, mứt mận đã được chọn là một trong những sản phẩm tiêu biểu của huyện Mỹ Tú để trình bày, giới thiệu trong khuôn khổ Hội chợ xúc tiến thương mại Ốc Âm Bốc tỉnh Sóc Trăng. Lúc này, tại vì lúc này mận nó hơi mắc, nó chưa có vô mùa, chứ vô mùa mận á, nhưng mà mận còn mắc nên 150, chứ vô mùa Tết thì nó có chỉ 130. Bàn thờ tổ tiên cuối năm thường không thể thiếu món mứt. Khách tới thăm nhà gia chủ bày sẵn khay mứt trên bàn mời khách. Uống chung trà, ăn miếng mứt, lời chúc mừng năm mới đã trở thành mỹ tục nhiều đời. Ông bà xưa thường nói đầu năm ăn mứt cho năm mới ngọt ngào, hạnh phúc. Trải qua thời gian, xã hội ngày một hiện đại, quả bàn tay khéo léo của con người đã tạo ra nhiều loại mứt mới lạ, thơm ngon. Nhưng giá trị của mứt Tết vẫn như ngày xưa cũ, là món ăn của tình thân mỗi dịp xuân về.